chúng ta sẽ làm cái danh mục mẫu số hóa đơn. Các bạn lưu ý là cái mẫu số hóa đơn nó quyết định cái việc các bạn xuất hóa đơn bán hàng ở cái mục này. Đấy, hóa đơn bán hàng này. Các bạn sẽ làm theo cái mẫu số hóa đơn này phải được khai báo thì các bạn mới có thể xuất bán hàng hóa đơn giá trị gia tăng. Ở đây chúng tôi đã khai báo sẵn một cái mẫu số hóa đơn của doanh nghiệp điển hình đang sử dụng. Các bạn khai báo theo các cái hình thức này thì các bạn sau đấy các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là quản lý phát hành hóa đơn để các bạn có thể tạo ra cái thông báo phát hành hóa đơn để lập cái hóa đơn bán hàng. Các bạn phải làm cái mục này thì các bạn mới làm được hóa đơn bán hàng giá trị gia tăng các bạn nhé.